Xin bà gốm xin trân trọng giới thiệu tới cô chú, anh chị và các bạn bộ bình hoa sen minh ngọc lục bảo hàng phù điêu đắp nổi với chiều cao là 60 cm, miệng bình rộng 19 cm, một tác phẩm me ngọc lục bảo của sừng gốm nghệ nhân Bát Tràng. Đây là một bộ bình rất là đẹp. Dòng me ngọc lục bảo sáng, trong và tinh tế. Là một tác phẩm mới ra của sừng gốm nghệ nhân. Để phục vụ cho mùa Tết này. Để ra được cái độ sáng trong của men như thế này thì đòi hỏi cái người pha chế và làm men cũng phải cực kỳ là có thâm niên trong nghề. Rất đẹp. Có đủ phản chiếu như là gương. Chúng ta đang cùng ngắm lá sen, nụ hoa. Khi sen bắt đầu hé nở những cánh hoa đầu tiên, đài sen, cái cảm giác khi chúng ta có thể sờ đến những tác phẩm gốm trơn nhưng mà lại phù điêu nổi ở phía trên cũng rất là hay. Chúng ta sẽ cùng ngắm ở phía phần dưới của bình. Tất cả các cái họa tiết này được người thợ gốm trau chuốt rất là tỉ mỉ từng đường nét. Ở phía trên này có cảm giác nhìn thấy rõ cái từng cái đường bộ lông của chim, đôi cánh nổi trên bề mặt gốm. Để đánh giá được một cái tác phẩm men ngọc lục bảo đẹp, trước tiên là chúng ta sẽ đánh giá về cái độ sáng của màu men. Thứ hai là độ sâu. Những chiếc bình có bị co men hay nứt men hay không? Quá đẹp. Phần phía dưới này, ở dưới này thì sẽ không phủ hoàn toàn men để tránh cái trường hợp là sẽ bị dính men đối với các cái tác phẩm khác. Nên sẽ có một phần đoạn ở phía dưới này. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là phần men thô. Nhìn thấy rõ cả cái những cái đường chấm của cuống hoa sen. Với chiều cao là 60 cm thì chúng ta có thể cắm những cành sen cao hoặc là cắm cành mai, cành đào, tuyết mai cũng rất đẹp, hay cành mận, hoa lê, những hoa dáng cao. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi.